Mến chào, thân thương chào và kính chào toàn thể anh em. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục được chứng kiến một trận đấu solo tại giải đấu solo 1v1 do Bang Hội chủ tự tổ chức tại server Cung Thành Chiến.us. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến trận so tài kinh điển giữa hai cao thủ thiếu lâm hàng đầu VIP nhất tại server Cung Thành Chiến.us. Đó là cao thủ Hoan Đẹp Trai và cao thủ Sóc. Hai cao thủ này thì sở hữu cho mình những trang bị Hoàng Kim Môn Phái mà có thể nói đỉnh nhất của Võ Lâm. Những trang bị mắc binh rất là hiếm có tại server của Cung Thành Chiến.us, một server đồ xanh Hoàng Kim Môn Phái dành cho người đi làm. Ta thấy một cao thủ thì có danh hiệu Thiên Hạ Vô Song, Sóc Bang Chủ, một cao thủ Hoan Đẹp Trai Trưởng Lão, và hàng ngàn khán giả đã đứng bên ngoài để xem trận đấu này. Thực sự về hai môn phái thiếu lâm solo với nhau thì đòi hỏi trình độ BK cũng phải rất là đẳng cấp thì mới giành chiến thắng được. Về đồ đạc thì gần như là hai cao thủ này ngang nhau mọi người ạ. Set đồ rất là VIP, chúng ta sẽ được coi ở cuối video. Và bây giờ chúng ta cùng hãy nhìn xem cách BK của hai cao thủ nha. Chúng ta lấy tốc độ đánh của hai lưỡi mặt trăng của hai cao thủ rất là nhanh. Thấy không? Một lần xuất ra là mặt trăng đi như là mây là gió. Chúng ta cùng xem thử đi trình độ BK của ai hơn ai nhé mọi người nha. Với một lối đánh thì cứ lách qua một cái đánh một cái. Ở trận đấu này chúng ta phải đòi hỏi trình độ BK, trình độ bơm máu nữa. Tại vì trận lôi này diễn ra trong vòng 10 phút lận mọi người ạ. 10 phút 60 bình máu. Thật sự thì nếu mà hai bên tăng bo với nhau chưa biết ai ăn ai luôn. Nhưng nếu mà chúng ta vừa đánh vừa lách qua một bên, cao thủ nào bị dính đam nhiều hơn, tức là mất máu nhiều hơn, sẽ thua cuộc rồi. Mà thấy không? Môn phái thiếu lâm là môn phái rất là trâu bò. Hai cao thủ đều đi ngựa phiên vũ, đều mang đao hoàng kim, áo hoàng kim, nón hoàng kim. Đó là chúng ta nhìn bên ngoài nha. Thật sự thì hai cao thủ này thì mang trên mình tới mỗi cao thủ mang trên mình 9 món hoàng kim môn phái rồi mọi người. Ở cuối video chúng ta sẽ được coi cái set đồ rất là kinh khủng của hai cao thủ này. Trong những giây phút vừa qua thì chúng ta thấy thì hai cao thủ ngang tài ngang sức mọi người ạ. Mình chưa thấy nhận ra điều khác biệt giữa hai cao thủ này. Đều là một lối đánh vừa đánh vừa chạy, nên cũng rất là khó để nhận xét bình luận về hai cầu thủ này. Tỷ lệ dính đam của hai cầu thủ gần như là ngang nhau, không biết là cầu thủ nào tăng máu nhiều hay là tăng sức mạnh nhiều nữa mọi người ạ. Phụ thuộc vào cách tăng điểm nữa, căn điểm tiềm năng nữa. Nếu mà tăng sức mạnh nhiều thì máu sẽ ít. Rất là hồi hộp với mọi người. Anh em có nhận xét gì về trận đấu này, anh em hãy bình luận bên dưới nha. Thật sự đây là một trận đấu rất là dài. Hiện tại hai cầu thủ đánh không trúng nhau luôn. Thật sự hai BK, hai trình độ BK cũng rất là hay nên là khó đánh vào nhau lắm. Cứ đánh một cái rồi chạy, đánh một cái rồi chạy. Lâu lâu mới trúng đối phương một cái thôi. Hai cầu thủ này chúng ta được xem khá nhiều video BK của hai cầu thủ này trên kênh của mình. Anh em nào muốn xem lại hai cầu thủ này BK trong Đại hội Võ Lâm thì anh em có thể truy cập kênh của mình và xem nha. Anh em có thể search từ khóa là Thiếu Lâm, Thiếu Lâm Đao để mà xem hai cầu thủ này, cầu thủ Sóc và cầu thủ Hoàn Đẹp Trai. Thật sự là hai cầu thủ ngang tài ngang sức mọi người ạ. Không thấy một điểm khác biệt nào giữa hai cầu thủ này luôn. Tỷ lệ đánh trúng của hai cầu thủ gần như là ngang nhau.
nên chúng ta chắc phải đợi đến giây phút cuối cùng thì mới biết cầu thủ nào hơn cầu thủ nào thôi mọi người ạ. Thì hiện tại lúc mà cái trận đấu này, giải đấu này diễn ra thì lôi đài diễn ra trong vòng 10 phút lận mọi người ạ. Và lúc đó thì lôi đài này chưa tính đam, nhưng hiện tại thì lôi đài ở server này đã được ban quản trị fix lại, là diễn ra trong vòng 6 phút như liên 6 phút thôi mà có tính đam. Nên là trận đấu này diễn ra trong vòng 10 phút, nó hơi dài nha mọi người nha. Việc đấu trong vòng 10 phút thì nên là dần tới thì cao thủ rất là mệt mỏi. Không biết là những giây phút cuối cùng thì sẽ như thế nào, chúng ta cùng đón xem nha. Rất là hồi hộp mọi người ạ. Hai cầu thủ với trình độ beta, BK ngang bằng nhau, set đồ cũng gần như là ngang bằng nhau mọi người ạ. Set đồ đỉnh có chóp luôn. Lâu lâu thì chúng ta vẫn thấy là những lưỡi mặt trăng đều trúng vào đối phương. Cầu thủ sóc hay cầu thủ hoàng đẹp trai cũng đều bị dính hết. Nào thấy là cầu thủ sóc máu bị mất 1/3 nhưng không có bơm. Đó, mất nửa cây cũng chưa bơm luôn mọi người ạ. Nửa cây máu vẫn chưa bơm luôn. Đó. Rất là tiết kiệm máu đi nha mọi người nha. Tại vì với lối đánh như thế này thì úi ôi, máu còn 1/3 nha mọi người ạ. Cầu thủ sóc máu còn 1/3 vẫn không thèm bơm luôn mọi người ạ. Hay là hết máu rồi đây, còn máu mọi người, giờ mới bơm mọi người, giờ mới chịu bơm. Như vậy chúng ta thấy cầu thủ sóc bơm bằng tay nha mọi người nha, chứ đánh mà bơm bằng auto là dễ bị bơm hết máu lắm. Sóc cố lên, những khán giả đang xem kêu cầu thủ sóc cố lên mọi người ạ. Ui dồi, cầu thủ sóc mất máu đang khá là nhiều mọi người ạ, máu còn 1/3 kìa. Ui dồi ơi, bơm máu lên rồi, bơm máu lên rồi. Một tinh thần rất là tinh thần thép mọi người, máu để còn 1/3 mới bơm. Không phải vội vàng bơm nhiều mọi người ạ. Mình thấy là Hoàng đẹp trai có những giây phút BK rất là hay mọi người ạ. Cầu thủ sóc vừa rồi chịu trận, chịu đam rất là nhiều luôn. Rồi hai cầu thủ tăng bo với nhau luôn, tăng bo với nhau luôn, tăng bo với nhau luôn. Sao đây? Úi giời ơi. Hoàng đẹp trai kết liễu mọi người, chúng ta cùng coi lại giây phút này nha. Hai cầu thủ những giây phút cuối cùng đã tăng bo với nhau luôn. Ta cùng xem lại giây phút này nha mọi người nha. Hoàng đẹp trai không bơm có mặt trăng mọi người, có mặt trăng. Mình tưởng hết mặt trăng rồi nhé. Chúng ta coi giây phút hai cầu thủ này solo với nhau luôn mọi người kìa. Đó, solo với nhau. Cuối cùng thì cầu thủ Hoàng đẹp trai để hết máu trước mọi người ạ. Này, chúng ta cùng xem lại nha. Xem lại rất là kỹ càng nha mọi người nha. Đó, còn tí nữa là cầu thủ sóc bị thua luôn mọi người ạ. Đó. Tí tì nữa thôi. Đây, chúng ta nhìn lại kìa. Hai cầu thủ tăng bo với nhau. Cuối cùng thì cầu thủ Hoàng đẹp trai đã thua mọi người ạ. Xin chưa buồn cho cầu thủ Hoàng đẹp trai mọi người ạ. Còn tí xíu nữa thôi. Một tí xíu nữa thôi thì cầu thủ Hoàng đẹp trai sẽ thắng rồi mọi người. Cầu thủ sóc hình như pha đó cũng hết máu luôn mọi người. Pha solo tăng bo với nhau, không ai sợ ai. Và bây giờ chúng ta cùng chiêm ngưỡng set đồ cao thủ sóc trước nha mọi người nha. Ở trong video lần trước chúng ta đã xem rồi, bây giờ chúng ta xem lại nha. Khi đào 33, 60 cộng 3 sẽ thường 145%. Đào rất là VIP của cao thủ sóc. Cái đào này thì được cái tốc độ đánh hơi thấp thôi mọi người ạ. Thì được cái dòng sát thương mắc binh như Lai Thiên Điệp cộng 3 cấp luôn. Tiếp đến là dây chuyền. Dây chuyền thì khá là cả 19. Kháng hỏa, choáng, sinh lực, sinh khí 12. Chuyền thì cũng rất là ok mọi người ạ. Nón 33, sát thương 51%, kháng hỏa 28, sinh lực 128. Nón mộng long, nón lấy sát thương và dòng Như Lai Thiên Điệp
áo tứ không, kỹ năng cộng 3. Cầu thủ sóc này sở hữu xét đồ hoàng kim bên phải, kỹ năng cộng rất là cao, toàn cộng 3 với cộng 2 không. Tài lương sinh lực 150, tấn công chí mạng 5%. Đôi giày tứ không 53, cộng 3, cộng 3. Thủ lý 27. Ngựa đi khánh tất cả cộng sinh lực. Kỹ năng cộng 1 cấp, kỹ năng cộng 1 cấp, kỹ năng cộng 1 cấp. Như vậy là cộng 3 kỹ năng, bao tay thì 33. Ở đây cầu thủ hoàn đẹp trai, cầu thủ tí nữa là giành chiến thắng mọi người ạ. Đó, tổng đánh 40 cộng 3, sẽ thương 54, sẽ thương 126%. Nó cái đao này được cái tốc độ là mắc binh, sát thương thì thua cái đao kia 6 điểm, sát thương phần trăm thì thua bên cây đao kia là 19%. Cũng không kém gì cầu thủ sóc nha mọi người nha. Đó, cái đao rất là kinh khủng không mọi người. Cái đao này mà sát thương 60 nữa đẹp. Rồi cái dây chuyền, dây chuyền cái hơn 1 khán tất cả, hơn 8 điểm sinh khí so với cầu thủ sóc luôn. Dây chuyền rất là đẹp. Nón thì cũng như là thì đẹp cộng 3, sát thương 94%. Rất là ok, rất là đẹp luôn. Cái áo cũng kỹ năng cộng 3 luôn, bên kia cũng kỹ năng cộng 3. Cái đai lưng thì cũng cộng 3, bên kia đai lưng cộng 2. Tấn công chí mạng 5 thì của sóc cũng 5. Đôi giày 57, bên kia 53, kỹ năng cộng 3, cộng 3 cũng như đôi giày bên kia luôn. Đây kỹ năng cộng 1, kỹ năng cộng 1. Đây là mang nhẫn mộng long mọi người ạ. Hơn cái cao thủ sóc là bên kia là nhẫn kỹ năng cộng 1. Còn cao thủ hoàng đẹp trai thì mang nhẫn phòng thủ làm chậm. Hơn là hắn chậm, lần hơn dịch cường kinh. Bên kia thì hơn kỹ năng cộng 1, còn bên đây thì hơn phòng thủ vật lý, hơn làm chậm. Hơn là hắn chậm, là hắn chậm thì cộng sát thương thêm, cộng phản đam thêm. Dịch cân kinh thì cộng kháng tất cả thêm. Nói chung là hai set đồ gần như là cũng 1-9, 1-10 mọi người ạ. Không ai thua kém ai luôn. Thì anh em có nhận xét gì về set đồ của hai cầu thủ này, anh em bình luận bên dưới nha. Bao tay cũng 33, bên kia cũng 33 luôn. Hai cầu thủ này là hiện tại là hai cầu thủ mà VIP nhất tại server của công thành chiến.us vô phái thứ 5. Tại server của công thành chiến.us. Đây là giải đấu của ban hội chủ tự tổ chức trước thềm năm mới 2024. Thì anh em nào muốn tham dự tại server này thì anh em truy cập vào trang web là cungthanhchien.us để tải game hoặc là tham gia nhóm Zalo ở góc màn hình nhé mọi người nha. Rồi bye bye anh em, hẹn anh em ở video sau nha. Video này rất là dài, anh em sẽ tiếp tục những trận xem những trận BK tiếp theo của các cao thủ khác tại kênh của mình nhé mọi người nha. Rồi bye bye anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Anh em có nhận xét gì về video này thì anh em hãy bình luận bên dưới nha. Bye bye anh em nhé.